Nền tảng đám mây hiện đang được nhiều chính phủ như là Nhật Bản, Mỹ và đặc biệt là có cả Việt Nam nữa đang phát triển và ứng dụng một cách rộng rãi. Cũng theo xu hướng này mà nhiều thương hiệu camera an ninh cũng đã tích hợp điện toán đám mây vào hệ thống để tăng cường khả năng lưu trữ dữ liệu và bảo mật cho khách hàng. Camera thông minh sử dụng cloud đang ngày càng phát huy được hiệu quả, nhất là trong thời kỳ dịch COVID-19 như hiện nay. Gia đình anh Tuấn Anh cũng lựa chọn camera giám sát để an tâm hơn trong việc chăm sóc con trong kỳ nghỉ hè sắp tới và đợt nghỉ phát sinh do bùng phát dịch COVID-19. Đối với anh Tuấn Anh, việc tích hợp lưu trữ điện toán đám mây với hệ thống camera càng củng cố sự an tâm trong ngôi nhà của mình. Vợ chồng con cái thì cũng đi làm cả ngày. Ở nhà thì cũng có ông bà với lại trẻ nhỏ, nhiều khi cũng phải xem mọi người ở nhà đang ngủ hay đang chơi, đang học. Thế rồi ở chung cư thì nó cũng có nhiều cái bất cập. Vừa rồi thì trên mạng nó cũng có rất là nhiều thông tin, anh cũng lắp thêm để tự bảo vệ gia đình. Hiểu được nhu cầu của khách hàng và với mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, nhiều thương hiệu camera ở Việt Nam, đặc biệt là của một số tập đoàn công nghệ lớn, cũng đã cho ra mắt những dòng sản phẩm tích hợp sẵn lưu trữ đám mây, giúp đảm bảo đem lại tính năng bảo mật cao cho người sử dụng. Với mong muốn là lưu trữ của khách hàng được an toàn và bảo mật hơn với công nghệ tiên tiến nhất. Với cái dịch vụ lưu trữ đám mây thì FPT Telecom hoàn toàn có thể nghiên cứu và đưa ra các cái giải pháp nổi trội về mặt công nghệ, ví dụ như giải pháp về nhận diện khuôn mặt để mang đến cho khách hàng của mình. Lưu trữ trực tuyến là xu hướng nhằm tối ưu hóa hạ tầng, giảm giá thành. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo cá nhân và doanh nghiệp nên chú ý các giải pháp bảo mật, lựa chọn các đơn vị có uy tín nhằm đảm bảo tránh lộ lọt các thông tin riêng tư của mình.